Rồi mình thử coi. Trời ơi các bạn ơi, gồng skill lên một cái nè. Trời ơi, nó lại một đi một đường, coi như là một đường thẳng mấy ô luôn nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Các bạn ơi, video, các bạn đừng quên đã lại cho mình một like và nhớ chia sẻ video để ủng hộ cho mình nhé. Ngoài ra thì các bạn nhớ kích vào nút đăng ký và kích luôn vào cái chuông để không bỏ lỡ tất cả những video mới từ channel của mình nhé các bạn. Còn bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mini World Thế Giới Tí Hon. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại quay trở lại với một cái clip Mini World Thế Giới Tí Hon nữa. Và trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên để lại cho mình một like nè, một share nè, cũng như một click đăng ký ủng hộ cho channel của mình nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu video thôi. Ok, thì trong tập trước ấy, mình đã gọi là giới thiệu cho các bạn biết về ngôi làng trong thế giới Mini World này rồi. Thì cái ngôi làng này có khá là nhiều điều hấp dẫn cũng như là khá là nhiều điều thú vị ở trong những tập tới nha. Nếu như bạn nào mà muốn gọi là theo dõi nữa thì nhớ kích vào nút đăng ký cũng như kích vào cái chuông nha. Còn bây giờ thì mình sẽ... Ôi, nhà mình đâu rồi? Đây, đây, đây. Nhà của mình đây. Bây giờ mình sẽ lấy bộ cái bộ dụng cụ của mình ra nè. 3, 4, 5. Ok. Thì nói chung là công việc của mình ở đây cũng khá là đơn giản các bạn. Thì mình chỉ gọi là hàng ngày lấy lúa nè, đấy, thu nhặt lúa các thứ nè. Đó, giúp dân làng, sau đó thì mình sẽ phải trồng lại. Đó. Đấy, 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 đấy. Nhưng mà hình như là làng này chưa có nuôi thú các bạn. Nuôi không phải nuôi thú mà nuôi mấy con vật ấy. Thì từ từ chúng ta sẽ gọi là thông báo với lại bác trưởng làng là sẽ nên nuôi thêm mấy con vật nữa để chúng ta ăn thịt. Và bây giờ mình sẽ gọi là đi lòng vòng coi thử có cái gì vui vui không. Rồi bây giờ mình sẽ gặp thợ rèn chú Tư. Wow, chắc là hôm nay ta không rảnh để nói chuyện, để bữa khác đi. Ok bd, ok bd chú Tư. Thiệt á, chú Tư không rảnh thì thôi, con không làm phiền chú Tư nữa. Bây giờ mình có khá là nhiều này rồi, thôi khỏi đi. Bây giờ mình sẽ đi coi trong này có ai không. Hello, không có ai hết các bạn ơi. Chết rồi, sao cái làng gì mà buồn dữ vậy trời. Thiệt luôn á, không có gì vui vậy. Hello, wow, anh bò, tại sao anh bò lại... anh bò có vẻ là chui vô từ cái lỗ này tại vì không có kính các bạn. Ok, bây giờ đây là nhà của mình nè. Đó, nhà của mình thì sẽ có một cái điểm chấm điểm ở đây nha các bạn. Đấy, còn mình sẽ đi qua gọi gặp ông trưởng làng coi. Wow, các bạn ơi, ở trong thế giới của mình có nhà của pro nữa nè, chắc luôn. Nhà của pro núp cắm vào. Trời ơi anh pro, anh có vẻ, anh pro có vẻ là khó chịu các bạn. Ok thôi, để mình đi qua mình gặp ông trưởng làng đi. Này, hello tù trưởng. Ơi từ từ, lấy tay không mới được. Chào cậu, hôm nay cậu khỏe không? Dạ con khỏe. Thế thì ta đang có một việc quan trọng cần cậu giúp đây. Phần thưởng sẽ hậu hĩnh đấy. Không biết là ổng cần mình giúp cái gì các bạn. Liệu kiểu như là mình có thể giúp ổng để lấy thêm phần thưởng không? Ok, để mình giúp ổng nha. Hay là thôi, thôi giúp ổng đi. Nhận nhiệm vụ giết yêu quái, thợ săn giả nhân x10, giả nhân x20, giả nanh bảo x5. Phần thưởng, cái cục gì đây? Một cục với lại 999. Ok, mình sẽ nhận luôn. Rồi, cái nhiệm vụ nó sẽ xuất hiện ở đây nè các bạn. Đó, giết yêu quái, đánh sinh vật khác, thợ săn giả nhân X10, giả nhân X20, giả nanh bảo X5. Wow, vậy là bây giờ mình sẽ gọi là phải đi. Hiểu như là mình sẽ phải đi để đánh cái tụi yêu quái này các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ phải đi kiếm mấy con yêu quái. Nhưng mà trước khi đi kiếm yêu quái chắc là mình phải đi đào một ít sắt nè, để làm kiếm cũng các thứ để chuẩn bị. Hiện tại thì đang là 10 giờ sáng rồi. Thì lúc chắc là phải tối tối nó mới có. Thì tí nữa mình sẽ quay trở lại sau khi mình đã chuẩn bị đủ đồ nha. Trời đã tối rồi bạn. Mình đang đứng đây đợi để lấy sắt nè, để mình có thể làm được cái kiếm. Thì bây giờ mình coi thử cây kiếm sắt thì chúng ta sẽ cần cái gì. Từ từ, trước khi kiếm sắt thì chúng ta phải đổi ra gỗ cái đã. Rồi, được nè. Wow. Ok, hai thỏi sắt là mình có thể làm được kiếm sắt. Thì bây giờ mình sẽ gọi là thực hiện nhiệm vụ giết 10 thợ săn giả nhân, 20 giả nhân và 5 giả nhân giả manh bảo. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu gọi là
lên đường đi sang. Ui, cái hết hồn bảo vệ, cửa mở cửa đang hết hồn trời. Đó, trời đã tối rồi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ phải lên đường đi săn những cái con gọi là quái vật này. Đâu rồi? Nhưng mà mới thấy quái vật ở đây thì phải, hay là con bò. Bây giờ, nó đây. Yes. Bây giờ chúng ta đánh nó. Không biết là mình có thể gọi là để mình coi thử nó cập nhật chưa. Mình đã đánh một con dã nhân rồi. Ok, thì bây giờ mình nghĩ là chắc chắn là mình sẽ cần rất là nhiều thời gian để mà có thể là hoàn thành cái nhiệm vụ này. Thiệt luôn á, chưa gì mới gọi là mới gặp mặt à, gặp nhau gọi là lần đầu, lần thứ hai à, mà ông như gọi là trưởng làng ông đã cho mình cái nhiệm vụ cực kỳ khó luôn các bạn. Đó là phải đánh một đống, nhưng mà không biết là cái khối mà ổng cho mình ấy là cái khối đó là nó là cái khối gì, tại vì mình chưa bao giờ thấy xuất hiện ở trong mini world hết. Thì các bạn nào biết cái khối đó là khối gì thì các bạn nhớ comment ở phía dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi săn đây. Ây da, quá, tại vì mình không có giáp nè, không có một miếng giáp mà luôn á, chắc là mình phải đi kiếm thêm sắt để kiếm thêm giáp. Ồ, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi săn nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đánh con cuối cùng các bạn ơi. Mình chỉ còn một con dẻ gì nanh bảo như nữa nè. Con này nữa là xong nhiệm vụ. Wow, mình đã hoàn thành nhiệm vụ các bạn ơi. Pha lê tím hối trang bị dành cho pro. What? Ủa, tại sao? What the heck? Tại sao ông gọi là ông trưởng làng ông lại đưa cho mình cái khối pha lê tím này để làm cái gì nhờ? Tại vì cái khối pha lê tím này nó để là trang bị dành cho pro. Thôi, để bây giờ mình đi vô mình ngủ một cái đi. Sau đó sáng mai mình sẽ thử qua nhà ông Pro coi thử sao. Để coi thử coi tại sao ông trưởng làng ông lại thưởng cho mình cái khối trang bị này nha. Để coi thử Pro chắc là ông biết á. Ok, bây giờ mình sẽ đi ngủ một cái đã. Wow, trời đã sáng rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ phải đi qua bên nhà của ông Pro coi thử coi. Qua hỏi ông thử coi tại sao tự nhiên ông lại ông trưởng làng lại cho mình cái khối này nha. Ok. Wow, mình được lên level 15 luôn các bạn. Wow, quá đã. Ông Pro ơi, ông Pro. Qua đây mình vô mở cửa luôn. Ông Pro ơi, ông Pro ơi. Cái gì? Ngươi gặp ta có chuyện gì? Ok, để mình hỏi thử ông thử coi. Tôi cần hỏi. Ngươi hỏi chuyện gì? Ok, để mình hỏi ông thử coi là cái khối pha lê tím này á, chúng ta sẽ dùng để làm gì nha các bạn? Pha lê tím làm sao ngươi có được nó? Thì ông trưởng làng tặng cho túi. Pha lê tím ngươi có thể. Wow. Đúng rồi các bạn ơi, vậy là cái khối này nè là Pro sẽ cần. Để mình không phải Pro, đâu mình trao đổi để mình coi thử mình sẽ trao đổi cho Pro thử coi nha. Trao đổi thu thập một pha lê tím, một cái cuốc chim vàng gì đấy. Ồ, cái cục than hả? Thôi kệ, mình cứ nhận nhiệm vụ đi. Ok, bây giờ mình sẽ phải đi kiếm mở cửa. Bây giờ mình sẽ phải đi làm một cái cuốc gọi là cuốc bằng vàng, nhưng mà vàng thì bây giờ mình vẫn chưa có. Chắc là mình sẽ phải kiếm một chỗ nào đó để mình đào xuống các bạn, để mình kiếm vàng. Trời ơi, để mình coi thử coi mình có thể đào ở đây đi. Bây giờ mình sẽ gọi là đào xuống luôn, thẳng xuống luôn, biết đâu được chúng ta sẽ gặp vàng luôn thì sao. Đấy, đào xuống luôn nha các bạn. Hiện tại mình đang đi tới tầng 11 rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ phải đào thẳng thôi. Mình coi thử, hy vọng là mình có thể kiếm được một lưu ly. Hy vọng là mình có thể kiếm được vàng các bạn, để mình đem về mình chế tạo cái cúp gì đó, cái cúp chim vàng. Tại sao ông lại Pro lại cần cúp vàng để làm gì nhờ, mình cũng chả biết luôn. Bây giờ mình sẽ đào thẳng luôn, sử dụng skill. Pew. Sử dụng skill. Ồ, lâu vậy. Ok, bây giờ mình sẽ đào thẳng rồi, hy vọng là có thể kiếm được vàng. Ngoài ra thì có thể kiếm thêm kim cương càng tốt. Ồ, đúng rồi, hay lắm, có thể kiếm được kim cương ở đây đó các bạn ơi. Cố lên,
Trời ơi, đào nãy giờ mệt quá các bạn ơi. Thiệt luôn á. Đi kiếm một cái kiểu như là sắt cái vàng gì là thiệt một cực hình luôn á. Đào nãy giờ hoài, nãy giờ mà vẫn chưa kiếm được. Trời ơi. Biết gì, phải kiếm cái hang á, biết gì mà nãy mình đừng có đào xuống. Wow. Đi, có cái hang nè. Đi. Hai. Đây có. Rồi. Yes. Có vàng này các bạn ơi. Tuyệt vời. Wow, có một cái hang khá là to luôn, có sắt nữa. Ngon. Wow. Có lưu ly nữa nè. Ok, tuyệt vời luôn. Trời ơi. Ui. Cái này sẽ giống cái spawn đó. Ấy da. Ủa này mình cắm đuốc lên thì có sao không ta? Có sắt nè. Cái gì vậy? Ê, như đây nè, spawner các bạn ơi. Mình phải né thôi. Wow, có kim cương nè. Yes, kim cương này các bạn ơi. Ui, một cục. Ủa, hết rồi. Ý, núp đây nè. Ê hi hi đầu ngốc. Trời ơi, dám núp kim cương ở đây. Wow, trời ơi, cái hang này đúng nhiều vàng luôn các bạn ơi. Nhiều vàng, nhiều kim cương nữa. Trời ơi. Wow. Nè, vàng nhiều chưa? Bây giờ mình sẽ lấy hết luôn. Đúng rồi, mình sẽ lấy hết luôn. Sau đó mình sẽ quay trở về để nấu cái vàng này lên các bạn ơi. Đây, bây giờ mình sẽ quay trở về để nấu vàng luôn. Ồ, trong kia sao giống có kim cương vậy? Trời ơi, mình phải vô mình lấy luôn mới được. Không thể nào mà để gọi là bỏ sót được. Wow, đã kim cương không? Ủa, đá điện hả? Đây, còn đây phải kim cương không? Ồ, vàng nữa nè. Trời ơi, đúng luôn, đào vô cái hang này là đúng luôn rồi các bạn ơi. Nói chung là vàng thì mình nên kiếm ở mấy cái hang. Chứ mình thấy đi vô kiểu như đào xuống đây là không ăn rồi. Hôm nãy mình không đào được cái hang này chắc khỏi kiếm được vàng luôn quá. Rồi bây giờ mình sẽ đào cho nó hết cái này luôn. Rồi mình sẽ quay về nấu gọi là vàng lên nha. Ok, mình đang nấu gọi là vàng lên này các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cần làm cái gì ta? Đâu rồi? Một cây rìu vàng đâu rồi? Đây, cần 3 thỏi vàng. Rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm. Trời ơi, full rương các bạn ơi. Nhiều đồ quá. Mình sắp xếp lại. Trời, sắp xếp lại vẫn full. Thôi, bỏ vô đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lượm lên để hoàn thành nhiệm vụ nha. Hoàn thành nhiệm vụ chưa? Thu thập pha lê tím. Pha lê tím bây giờ mình quăng ra. Sao mình lượm lại. Yes. What the heck? Cho cái cục than đen này để làm cái gì vậy? Dệt. Ông mà rồi ông chôn mình thì các bạn, tự nhiên ông đưa mình than đen làm gì? Bây giờ mình sẽ đi qua mình hỏi ông coi. Tự nhiên đưa mình than đen chi? Trời ơi, đạo muốn hư cái cúp luôn. Bây giờ đưa người ta cục than đen. Ok. Rồi. Tự nhiên ông chôn ông đưa tôi cục than đen làm cái gì vậy? Ha ha ha, ta chỉ đùa ngươi thôi. Đi. What the heck thôi, đưa cho ông đi. Wow. Than đen cúp kim cương. Wow. Vậy bây giờ mình vứt cái này ra đúng không? Sao mình nhặt nó lại đúng không? Mũi khoan pro, trang bị dành cho pro trong mini world. Wow. Các bạn ơi, từ cảm ơn ông đấy. Ok, cảm ơn ông nha. Trời ơi các bạn ơi. Ông cho mình cái mũi khoan của pro. Wow, coi nè, để mình đi thử coi cái mũi khoan của pro thì được cái gì nha. Từ lúc bây giờ mình sẽ phải đi xuống lại cái chỗ lúc nãy à. Lúc nãy mình đào ở đâu đây nè. Nhưng mà bây giờ mình nhảy xuống chắc mình chết dưới luôn á. Nhưng mà không sao, mình có ngôi sao mà, mình có sao mình có thể hồi sinh lại. Nhảy xuống. Chắc chắn là chết nè. Đó, mình sẽ hồi sinh lại đây. Ha ha ha. Thấy chưa, mình có level mà. Bây giờ mình sẽ từ trước. Trước khi ấy mình sẽ giết con này cái đã. Đó, phá đi cái spawner cái đã. Mình có một ít một cái que nè. Ôi không đủ luôn, 4 cục mới đủ. Thôi để mình thử coi. Cúp của bro đào đã thiệt nha. Rồi mình thử coi. Trời ơi các bạn ơi, gồng skill lên một cái nè. Trời ơi, nó làm một đường, coi như là một đường thẳng mấy ô luôn nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 luôn. Trời ơi, nè. Trời. Các bạn thấy cúp của bro khỏe chưa? Trời ơi, đã nha. Đó rồi, để mình đào xuống dưới rồi. Không
biết đèo dưới có được không. Mình bấm một cái nó rớt hết mọi thứ xuống dưới này luôn. Ôi ôi, có cái cúp này thì đi đào là coi như là bá đạo luôn các bạn. Nào để mình tiếp tục đào coi. Thử nè, gồng lên. Trời ơi, đó, để cho, ui sắt nè. Bây giờ mình sẽ đợi nó hồi lại một cái nữa. Trời ơi, đúng là trang bị của bro nó khác nha. Còn trang bị của gà nó khác. Ủa, nãy giờ mình chưa nhặt sắt. What the heck, sắt của tôi đâu, no. Trời ơi, nãy giờ mình chưa nhặt được một cái block sắt nào hết. Mình quay lại mình nhặt cái đã. Ôi, đã quá. Trời ơi, có trang bị của bro rồi. Đi mai thôi rồi luôn. Ủa sao có hai cục vậy? Nãy mình nhớ đào được nhiều lắm mà ta. Kỳ á. Nhưng mà cái này có điều nó đào hơi chậm. Đây, mình phải gồng lên. Đó, mình phải gồng lên vậy nè. Nó mới đào được, nhưng mà trong vòng kiểu như là đây. Để mình thử gồng nha. 5 giây. Trong vòng 5 giây thì chúng ta sẽ đào được 9 x 3, tức là kim cương. Yes. Trong vòng đó, trời ơi, ý mình hồi lại level này các bạn. Trời ơi, các bạn coi đào nhanh không? Trời ơi, đào quặng. Trời ơi. Đào quặng nè. Trời ơi, nhấp cái coi như là gần như là nhấp một cái là đào được liền luôn các bạn. Trời ơi, đã. Trời ơi, đúng là ông bro ổng cho mình cái cúp này xịn thiệt các bạn ơi. Trời ơi, ngày hôm nay á mình sở hữu được cái mũi khoan của bro các bạn ơi. Đào cái gì mà nó sướng, đào một lần 9 x 2 9, dài 9 ô, ngang gọi là 27 ô. Tổng cộng là chỉ là đào 3 x 3, xong rồi đào vô 9 nữa. Trời ơi, nó đã dễ sợ các bạn ơi. Thì các bạn có muốn sở hữu cúp này không? Các bạn nhớ comment ở phía dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì có lẽ là mình sẽ tạm dừng clip ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Và đừng quên là để lại cho mình một like, một share cũng như là một click đăng ký. Và bạn nào chưa kích chuông thì nhớ kích chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ channel của mình nha. Còn bây giờ thì mình sẽ tạm dừng clip ở đây. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip kế tiếp nha.